chú vừa pha thêm một cái nước mới đó, mình thấy là nước vẫn rất là đẹp. Nếu như mà không có cái bộ dụng cụ giống vậy á thì ở nhà có pha được không chú, hay là phải sắm bộ giống vậy mới được? Được chứ. Cái bộ bình thường cũng được, nhưng mà cái quan trọng nhất là gì, chúng ta phải dùng nước là đúng 80 độ thôi. Không phải là nước chưa sôi là 80 độ, không phải vậy đâu, mà mình phải nấu sôi 100 độ rồi mình để cho nó xuống từ từ, còn áng chừng còn khoảng 80 độ ha. Thì như vậy là ta pha nó mới tốt. 3 đến 5 giây là mình phải rót ra ngay, mở nắp, không được đậy nắp. Toàn muốn giới thiệu nó một chút nó cụ thể hơn. Đây là cái hộp trà sen đặc biệt, mà sản phẩm đặc biệt vừa nãy mình vừa chia sẻ. Trong cái hộp trà này á, thì có 2 hộp là tiền triệu đó, mà cụ thể là bao nhiêu tiền chú? 1.650.000 1.650.000 hộp rẫy nha. Mình vừa thưởng thức một ly đó, không biết chi ra là bao nhiêu tiền ta. Để chút xíu nữa hỏi thêm chú Hương. Đây là một trong những cái hộp mà mình đã mở sẵn đây, để mọi người mở nhanh để cho mọi người xem. Trong một hộp như vậy thì có bao nhiêu gói nha chú ha? Cái này 8. Một hộp gì có 8 gói. Đây là một cái gói nhỏ bên trong một cái hộp nha. Và cái gói nhỏ này hồi nãy chính là cái chú Hương đã mở ra và pha được một bình trà đó. Rồi tôi cũng muốn nói thêm, đây chú lại ra mắt thêm một cái sản phẩm trà mà kết hợp với cái bộ pha này cũng rất là đẹp luôn. Cho nên là Toàn có để đây để giới thiệu với mọi người. Rồi bây giờ trở lại sản phẩm của mình nha chú. Thì mà hết cái này xong rồi mình tiếp tục rót nước vào đưa ra ngay. Thì mình cứ làm như thế, một bình trà như thế này, của một túi trà thế này ta làm được 7 đến 8 lần. Nhưng mà cái thú vị của nó và một cái đặc biệt là cái vị và cái màu và tất cả cái hương vị của nó là nước đầu như thế nào, nước cuối như vậy, không thay đổi. 7-8 nước cũng không sao hết. Không thay đổi nhưng mà pha đúng kỹ thuật. Sen về Đồng Tháp mình bao giờ tôi không biết. Nhưng mà tôi đã tìm hiểu ra được một cái bia tạc bằng đá. Là cách đây 1.800 năm về trước là tại chỗ Gò Tháp. Đây là một cái tự hào chúng ta đã tìm từ cái mốc đó để được. Còn trước đó thì tôi chưa tìm hiểu hết được, chưa biết được. Cho nên là cái tính về cái sen của mình nó là nó mang cái tính đặc thù là nó khác với chỗ khác là như vậy. Đấy, cái thứ hai á là gì, về cái quá trình nghiên cứu chúng ta phải đi sâu về khoa học. Mà khoa học ấy, thì chúng ta phải kết hợp đông y lấy sen nước vào trà để ta tạo ra một cái thức uống thông thường, đơn giản nhưng giá trị cho sức khỏe.